cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã tôi luyện quân đội nhân dân Việt Nam từ đội quân chân đất thành đội quân huyền thoại bách chiến bách thắng. Bằng trí tuệ và máu xương của mình, lực lượng vũ trang và nhân dân Liên khu 5 đã viết nên truyền thống tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công oanh liệt, góp phần vào chiến thắng Điện Biên, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, dù đã cố gắng bằng mọi cách để giữ vững nền độc lập dân tộc, nhưng trước dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng dậy đánh đuổi thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Từ năm 1947 đến 1950, kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông với nhiều cách đánh khác nhau, vận dụng linh hoạt chiến tranh du kích, phát triển thành chiến tranh nhân dân, quân đội ta nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, đẩy thực dân Pháp vào thế bị động. Với vị trí đặc biệt quan trọng, nối liền hai miền Nam Bắc, trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp, Liên khu 5 luôn là chiến trường cam go, ác liệt, giành giật giữa ta và địch. Diện tích của khu 5 này nó chiếm diện tích khoảng hơn 1/5 cái diện tích của cả nước. Nó ở một cái địa bàn rất gian khổ nhưng mà khó khăn nhưng mà lại hết sức quan trọng của đất nước. Một là nó có địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ngay từ cuối thế kỷ thứ 19, các học giả Pháp đã từng phát biểu rằng Tây Nguyên là mái nhà của Đông Dương. Ai khống chế được Tây Nguyên thì người ấy sẽ khống chế được toàn bộ vùng Duyên Hải Trung Bộ, khống chế được Đông Nam Bộ, khống chế được Trung Hạ Lào và Bắc Tây Nguyên. Tháng 1 năm 1950, tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều nhiệm vụ, trong đó quan trọng nhất là chiến đấu để tiêu diệt sinh lực địch, gấp rút bồi dưỡng và xây dựng quân đội nhân dân để thực hiện đầy đủ điều kiện chuyển sang tổng tiến công. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao. Thực hiện chủ trương của Đảng, quân đội ta đã có bước phát triển nhanh chóng về lực lượng. Từ năm 1950 đến năm 1952, chúng ta đã thành lập 5 đại đoàn gồm Đại đoàn 304, 312, 316, 320 và Đại đoàn 325. Cùng với đó, các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân cũng có sự phát triển vượt bậc. Nhiều tiểu đoàn bộ đội địa phương được thành lập đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp kháng chiến tiến lên bước phát triển mới, chủ động chiến lược trên các chiến trường. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang, Liên khu 5 đã nhanh chóng xây dựng các đơn vị chủ lực. Trung đoàn 108 và Trung đoàn 803 được thành lập. Đây là hai trung đoàn chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang Liên khu 5. Chính các trung đoàn này đã tạo nên những trận đánh nòng cốt. Trận đánh đó tạo nên cái hiệu ứng để tạo điều kiện cho cái lực lượng vũ trang địa phương phát triển mạnh mẽ. Tạo nên cái chiến tranh du kích rộng lớn ở chiến trường miền Trung này. Và nó có vai trò đóng góp to lớn. Cho nên nó đóng góp vai trò mang tính chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuộc chiến tranh của thực dân Pháp ở Đông Dương ngày càng xa lầy và suy yếu nghiêm trọng. Quân đội Pháp một mặt phải tập trung lực lượng, hòng xoay chuyển tình thế, mặt khác lại phải phân tán quân để chiếm đất, giành dân, đối phó với du kích. Mâu thuẫn giữa hai chiến lược ngày càng sâu sắc, không thể tháo gỡ được. Trong khi đó, quân đội nhân dân Việt Nam càng đánh càng mạnh, đã giải phóng nhiều khu vực rộng lớn ở các tỉnh Cao Bắc Lạng.
nhiều khu vực ở đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Liên khu 5, kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ. Nhiều đơn vị được tổ chức đến cấp sư đoàn, các binh chủng pháo binh và pháo cao xạ đã được huấn luyện hoàn thiện. Trong suốt cuộc kháng chiến thì tương quan lực lượng của ta và địch trên địa bàn Tây Nguyên bao giờ cũng là không thể nào so sánh được. Nó vượt trội hơn tất cả. Kể cả ở chiến miền Bắc cũng sau này đến năm 1934 nó cũng vượt trội hơn rất nhiều. Chưa kể những thứ khác, nhưng mà riêng về tàu chiến máy bay xe tăng thì chúng ta chẳng có. Từ năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã giành nhiều thắng lợi. Ta càng đánh càng mạnh, địch càng gặp khó khăn, càng lún sâu vào thế bị động. Nhận định âm mưu chiến lược mới của quân đội Pháp nhằm cứu vãn tình thế nguy ngập. Hội nghị Liên khu ủy Liên khu 5 lần thứ 3, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu 5 quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch An Khê nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá vỡ bức bình phong lớn Án Ngữ, khống chế đoạn đèo hiểm trở của đường 19 nối Quy Nhơn với Pleiku, Tây Nguyên, đẩy mạnh chiến tranh du kích, phối hợp với các chiến trường toàn quốc đánh nhanh, thắng mạnh trên mọi mặt trận. An Khê là vị trí có tầm quan trọng, Án Ngữ đường số 19 là bàn đạp của địch uy hiếp miền Tây Bình Định, là nơi xuất phát của bọn biệt kích phá hoại căn cứ miền Tây Liên khu 5. Tại đây, địch bố trí một cụm cứ điểm gồm Con Lía, Tú Thủy, Cửu An, Thượng An và Eo Gió, tạo thành một vòng cung Án Ngữ đường 19 nhằm ngăn chặn quân chủ lực của ta tiến lên Tây Nguyên. Mỗi cứ điểm có một đại đội lính Âu Phi và lính Sơn Chiến đóng giữ trong công sự vững chắc. Trung tâm được bố trí nhiều tầng hỏa lực, tạo thành hệ thống kháng cự dày đặc. Trong đó, Tú Thủy là cứ điểm quan trọng nhất, kiên cố nhất. Mở đầu chiến dịch, Bộ Chỉ huy Liên khu 5 chỉ đạo hai trung đoàn 108, 803 đồng loạt tiến công các cứ điểm Tú Thủy, Cửu An, Eo Gió. Mặc dù hỏa lực của địch chống trả ác liệt, nhưng bằng chiến thuật đánh công kiên sở trường, kết hợp chủ lực với đặc công, các chiến sĩ đã dùng thủ pháo, lựu đạn đánh thọc sâu, tiêu diệt từng hỏa điểm của địch làm chủ trận địa. Năm 1961, đón con gái đầu lòng, chiến sĩ Trương Công Vọng, người từng chỉ huy một mũi tấn công, đã đặt tên con là Tú Thủy để mãi ghi nhớ trận đánh anh hùng cùng các đồng đội. Khi mà đến được cái đồn đó để nhìn lại cái nơi bố mình đã từng chiến đấu, thì tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ có là cái tình yêu, cái lòng khao khát giải phóng đất nước mới giúp cho những người bộ đội làm được như vậy. Và có lẽ cũng chỉ có bộ đội Cụ Hồ mới có thể làm được những điều đó. Đấy là cái cảm xúc của tôi, cái sự khâm phục đối với cả cái thế hệ cha ông. May mắn là bố tôi còn sống, nhưng biết bao nhiêu người đã bỏ lại cái xương máu của mình ở chỗ đó để cho chúng tôi có ngày hôm nay. Tôi nói là tôi xúc động, mà đấy là lý do mà tôi đưa cả con cháu mình đi đến cái đồn đó để nhìn lại cái nơi mà bà ngoại nó có tên là Tú Thủy. Phát huy thắng lợi, tiểu đoàn 59 thuộc trung đoàn 803 tiến công đồn Thượng An và Lô Cốt Đầu Đèo. Tại đây, địch bố trí pháo 155mm, vũ khí hiện đại nhất lúc bấy giờ của quân đội Pháp do Mỹ viện trợ. Từ kinh nghiệm của những trận đánh trước, áp dụng sở trường cách đánh đặc công, bộ đội tiểu đoàn 59 đã bình tĩnh, mưu trí, tung thủ pháo và lựu đạn tấn công, diệt các hỏa điểm quan trọng, các ổ đề kháng, để đồng chí Nguyễn Lớn đưa khối bộc phá 20 kg vào diệt lô cốt địch.
báo cứu quốc ngày 30 tháng 1 năm 1953 đã miêu tả trận đánh Lô Cốt Đầu Đèo và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Lớn. Tiểu đội trưởng Lớn dẫn bộc phá tiến lên. Ba lần mìn không nổ, địch bắn như mưa. Lớn nói với anh em, nhiệm vụ quyết làm tròn. Đây là lúc đáng hy sinh. Anh em cứ tiến theo tôi. Tiêu diệt cứ điểm Thượng An và Lô Cốt Đầu Đèo, bộ đội ta thu được khẩu pháo 155mm, được coi là vua chiến trường của quân đội Pháp. Khẩu pháo to lắm, là nó cái khẩu pháo là nó bắn mình. Cuối cùng mình là dù cái mình thắng trận, mình mới vô mình đi lượm được khẩu pháo. Anh em bộ đội mình vô lượm được khẩu pháo, rồi với đem ra vài cái á, cái lớn á, rồi với anh em nó tháo ra. Nhưng vì mình định á, cái nào mình giác được mình giác, cái nào giác không được là anh em nó mang. Năm 1954, khẩu pháo được đưa ra Bắc và được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, minh chứng cho chiến công và sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Liên Khu 5. Khẩu pháo cũng là một trong những hiện vật giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc cho các thế hệ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Sau chiến dịch An Khê, tiểu đoàn 59 thuộc trung đoàn 803 được điều vào chiến trường Bắc Khánh Hòa hoạt động độc lập nhằm hỗ trợ bộ đội địa phương bảo vệ căn cứ Đá Bàn, nơi đặt cơ quan đầu não của tỉnh ủy Khánh Hòa, phá thế kìm kẹp của địch, mở rộng vùng tự do. Tại đây, bộ đội chủ lực đã phá nhiều tháp canh, giải phóng nhân dân, đặc biệt cùng với bộ đội địa phương và du kích, tiểu đoàn 59 đã mưu trí đập tan trận càn lên chiến khu Đá Bàn của địch. Với hơn 4.000 quân do Thiếu tướng Lơ Blanc, tham mưu trưởng quân đội Pháp tại miền Trung chỉ huy. Sở dĩ bảo vệ được cái khu Đá Bàn chính là nhờ cái đánh du kích, tập kích, phục kích là chủ yếu. Còn cái đấy thì anh người lính khu 5 và dân khu 5 là có sở trường là có thể sử dụng được cả cung tên mỏ để mà hạ sát địch, tiêu diệt địch, chứ cũng không phải là vũ khí hỏa lực gì ghê gớm lắm đâu. Sau nhiều thất bại nặng nề trên khắp các chiến trường tại Việt Nam, ngày 7 tháng 5 năm 1953, chính phủ Pháp cử Henri Nava, tham mưu trưởng khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, viên tướng được báo chí Pháp ca ngợi là thiên tài quân sự, làm tổng chỉ huy quân đội Pháp, hòng cứu vãn tình hình chiến sự ở Đông Dương đang hấp hối. Nava vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng và ngạo mạn, mang chính tên mình, ấn định trong vòng 2 năm, chia làm 2 giai đoạn, sẽ lật ngược tình thế chiến trường, chuyển bại thành thắng. Đế quốc Pháp cho rằng nắm được khu 5 thì đế quốc Pháp sẽ tiếp tục giành thắng lợi. Trên chiến trường Liên Khu 5, Nava cho mở cuộc hành quân Atlang, quyết tâm đánh chiếm vùng tự do Liên Khu 5. Thực hiện kế hoạch Nava, tướng De Beaufort chỉ huy chiến trường Tây Nguyên được giao chỉ huy chiến dịch Atlang. Hiểu rõ Liên Khu 5 chỉ có 2 đơn vị chủ lực là Trung đoàn 108 và Trung đoàn 803. Quân đội Pháp đã tập trung lực lượng đông hơn gấp 5 lần, gồm 4 binh đoàn cơ động và 2 tiểu đoàn dù, hòng nhanh chóng tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, giành lại vùng tự do Liên Khu 5, gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, vốn là hậu phương chiến lược vững chắc của quân dân Nam Trung Bộ. Liên Khu 5
trở thành chiến trường ác liệt, nơi tướng Nava muốn chứng tỏ sức mạnh của quân đội Pháp trong chiến lược mới của mình. Thì trước tình hình đó, đó thì là ngày 23 tháng 8 năm 1953, đó, Tổng quy họp mở rộng để bàn về chủ trương tác chiến Đông Xuân. Trong cuộc hội nghị đó, thì chủ trương của Đại tướng Võ Giáp là phải kiên quyết chuyển hướng lên đánh địch ở những chiến trường sơ hở ở rừng núi. Và dự kiến là trong Đông Xuân năm 54, ta sẽ mở chiến dịch giải phóng Lai Châu, mở chiến dịch ở Trung Lào để cắt đứt đôi Đông Dương, giải phóng Ta Khẹt, rồi phát triển Hà Lào, rồi Đông Miên, và đồng thời mở chiến dịch lớn ở Bắc Tây Nguyên để giải phóng Kon Tum Bắc Tây Nguyên. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Tổng quân ủy, căn cứ vào tình hình thực tiễn của chiến trường Liên khu 5, tháng 12 năm 1953, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 quyết định mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên, đánh vào nơi hiểm yếu, chỗ sơ hở của địch, đồng thời tổ chức lực lượng chặn đánh cuộc hành quân Át Lăng. Pháp nó mở cái chiến dịch Át Lăng để mà nó xâm chiếm lại về cái vùng tự do của Liên khu 5. Trong lúc đó thì như vậy ta phải là phối hợp với là điều biện phủ. Ta phải mở cái chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Đây là một cái yêu cầu về chiến lược. Về kỳ chiến lược. Lúc này là để phân tán lực lượng của địch ra để diệt nó. Vì như thế là anh sẽ rút bớt quân là của địch là dưới này. Chứ không còn quân để mình lên trên điều biện phủ nữa. Mình đưa quân lên trên tác của miền thì bị nhân dân phản đối. Cho rằng ở đây là hũ gạo rồi này sẵn sàng. Không để mà ăn mà lại đi lên trên núi để làm cái gì. Và để địch rồi nó đến rồi nó lại cướp mất cái hũ gạo này hay sao. Chúng tôi phải triệu tập những anh em lại. Trước tiên là quân đội. Phải nhận thấy cái tầm chiến lược là của cái chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Ở Liên khu 5 lúc bây giờ là có vai trò lãnh đạo chặt chẽ, tuyệt đối trực tiếp mọi mặt của đảng bộ. Đảng bộ Liên khu, đảng bộ tỉnh, đảng bộ huyện và chi bộ của địa phương. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân của đảng đến tận địa phương hết sức sáng suốt. Cái thứ ba là vận dụng cái đường lối chiến tranh đó một cách hết sức sáng tạo. Nằm trên độ cao 1.200m so với mực nước biển, Măng Đen là một khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Kon Tum, nằm trong dãy Trường Sơn, có hệ thực vật nguyên sinh đa dạng, khí hậu trong lành mát mẻ. Tượng đài chiến thắng Măng Đen ở trung tâm huyện Kon Plong cũng đón nhiều du khách đến tham quan. 70 năm trước, ngày 28 tháng 1 năm 1954, Măng Đen là nơi đã diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Chiến dịch Đông Xuân năm 1954, mở màn chiến dịch là Măng Đen và Cam Rẫy. Mà Măng Đen ấy là 365 đánh, Cam Rẫy là 59 đánh. Đấy, cái trận đó. Còn 39 của tôi ấy là không đánh trận đó, mà đánh Kon Tum. Trận Cam Rẫy là mình rất là ác liệt. Trần Xuân lúc đó là chiến sĩ thi đua của Liên khu 5. Nhưng mà khi đồng chí bị thương rồi là tình hình mở rào căng quá nên bị thương. Nằm người lên trên dây thép gai để tôi quân đội vượt vào để mà chiến lĩnh trận địa. Anh Giáp ở ngồi này thì cứ điền ngày 1, ngày 2 cứ hỏi đã mở chiến dịch chưa, đã mở chiến dịch. Thế thì là anh Chánh bảo là mở rồi, tốt rồi. À, rồi sao nữa, tốt là tốt như thế nào? Tốt là hiện bây giờ tôi đã ở Cam Rẫy đây, tôi ở trên công cung tôm đây. À, nên rằng là chiêu ông là điện thoại lại ông hỏi có thật như thế hay không, nó thật như thế chúng tôi đang uống rượu rum của Pháp để lại đây. Tượng đài chiến thắng Kon Re đứng trên nền đồn Kon Re năm xưa, hướng xuống dòng sông Đắc Nghé, là địa chỉ đỏ tri ân những người lính cụ Hồ trong trận đánh lẫy lừng. Trận Măng Đăng, Măng Quốc, Cam Rẫy, Đắc To một loạt giải phóng hết toàn bộ, như vậy có thể là một cái khí thế quá phấn khởi của người lính lúc bây giờ.
Và lúc bây giờ tư tưởng của chúng tôi á, làm thế nào nhanh chóng về đồng bằng ăn được bữa cơm, cơm trắng với tinh nước mắm, thế thôi, chứ không cần, không có cái gì cầu kỳ. Trên các hướng khác, quân chủ lực cùng bộ đội địa phương đồng loạt tấn công, giải phóng tuyến Đắc Tô, Đắc Lây, Đắc Hà, tiêu diệt và chia cắt lực lượng của địch tại thị xã Kon Tum, đường 14. Ngày 7 tháng 2 năm 1954, toàn tỉnh Kon Tum rộng lớn hơn 14.000 km2 với gần 200.000 dân được hoàn toàn giải phóng. Thực hiện đòn tiến công chiến lược giải phóng Bắc Tây Nguyên, hoàn thành nhiệm vụ là tiêu hao sinh lực địch, giải phóng đất đai, phá vỡ cái thế trận của địch ở Nam Trung Bộ và đồng thời đánh bại cuộc hành quân át lăng của địch, bảo vệ được vùng tự do, chuyển cái chiến tranh du kích ở vùng địch chiếm lên thế chủ động tiến công và buộc cho chúng phải căng lực lượng ra để mà chống đỡ. Những cái thắng lợi đó đã góp phần làm phá sản âm mưu tập trung quân cơ động chiến lược ở đồng bằng Bắc Bộ của kế hoạch Nava, tạo điều kiện thuận lợi để cho chủ lực của chúng ta tập trung cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại chiến trường Bình Định, Phú Yên, lực lượng bộ đội địa phương của ta thực hiện theo quyết định của Bộ Tư lệnh Liên Khu chặn đánh quyết liệt suốt ngày đêm cuộc hành quân Át Lăng, buộc địch phải co cụm tại chỗ trong suốt hơn 50 ngày đêm và bị tổn thất nặng nề. Tại các vùng tự do và vùng mới được giải phóng, chính quyền được thành lập đã động viên nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, tích cực đóng góp nhân tài, vật lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến. Chiến thắng trên chiến trường Liên Khu 5 và Tây Nguyên không chỉ thể hiện sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang, mà còn thể hiện lòng yêu nước, sự ủng hộ lớn lao cho chiến thắng của nhân dân các địa phương. Là cái tinh thần dũng cảm của quân đội lúc đó rất là dũng cảm, quyết tâm quyết thắng, cán bộ chiến sĩ rất là quyết tâm. Thứ hai là cái tinh thần đoàn kết của dân, của các cái địa phương rất là lớn. Xây lúa giả gạo, thế mà có gạo gánh lên trên trời ăn hàng nghìn, hàng chục nghìn ăn. Mình thấy là đất nước như vậy mà mình ở nhà thì có sức khỏe mà có tinh thần mà lại không được đi, mà người ta được đi mà mình lại không được đi, thì nói chung là phải tình nguyện ra đi. Căn cứ tình hình của chiến trường, lãnh đạo Liên Khu 5 đã đề ra một số nhiệm vụ cấp bách: tổ chức một đợt tiến công ngắn nhưng thật mạnh vào thị xã Pleiku, đường 19, kìm giữ lực lượng địch, không cho chúng chi viện cho chiến trường khác; bổ sung và tổ chức thêm lực lượng mới, tăng cường lực lượng cơ động tấn công địch, nhanh chóng ổn định vùng mới giải phóng, sẵn sàng đánh địch lấn chiếm lại, chiến đấu và chuẩn bị chiến đấu ở vùng tự do. Ngày 16 tháng 2 năm 1954, ta mở đợt tấn công vào tuyến phòng thủ của địch ở vòng ngoài thị xã Pleiku. Sau trận pháo kích dữ dội vào các cứ điểm của địch, quân ta đã nhanh chóng đánh chiếm trung tâm thị xã. Ở phía nam đường 19, ta diệt đồn Đắc Bớt, tiến công cơ quan ngụy quyền ở trung tâm thị trấn Treo Reo. Ngày 19 tháng 2 năm 1954, ta tập kích diệt đồn Đắc Đoa, một cứ điểm kiên cố của địch. Trong cuốn sách có tựa đề Từ Sơ Mie đến Địa ngục Đắc Đoa, André Bossino, một cựu chiến binh Pháp thuộc binh đoàn cơ động 100, tham gia cuộc hành quân Át Lăng đã miêu tả: buổi đêm, một trận bão lửa ập xuống hàng rào thép gai và các lô cốt ở Đắc Đoa. SKZ, súng cối, súng không giật tập trung vào các công sự và các lô cốt chính. Đồn gần như bị vây hãm hoàn toàn, hết đạn và tinh thần kiệt quệ, những người sống sót không còn cách nào khác là đầu hàng. Nhận định cuộc tiến công Đông Xuân 1953-1954 của quân đội Việt Nam đã kết thúc. Chủ lực trên chiến trường chính không còn khả năng đánh lớn. Ngày 12 tháng 3
năm 1954, Nava tiếp tục tiến hành bước 2, cuộc hành quân Át Lăng và điều binh đoàn cơ động dù từ Hà Nội vào đánh chiếm Quy Nhơn, Diêu Trì, tỉnh Bình Định. Từ phía An Khê, địch đưa 4 binh đoàn đánh chiếm đầu cầu Thượng An, chuẩn bị đánh xuống Bình Khê, Bình Định để nối với cánh quân từ Quy Nhơn lên. Với thế trận chiến tranh nhân dân, quân và dân Bình Định đã vận dụng cách đánh du kích nhỏ lẻ, sử dụng triệt để các loại vũ khí thô sơ, mìn, hầm trông, cạm bẫy để quấy rối, tập kích, phục kích, vận động tiến công và đánh đặc công, làm cho quân địch tuy đông hơn gấp 10 lần và chiếm ưu thế tuyệt đối về vũ khí, nhưng phải lui về cố thủ. Chiến cuộc năm 53-54 là Nava muốn Bình Định, muốn giành chiến thắng trong thời gian rất ngắn, thì ta đánh toàn cái chiến lược đó. Thì muốn đánh toàn chiến lược đó thì phải chia địch ra từng vùng, dìm chân nó ở đó. Thì cái đó nó mang tính, có nơi mang tính chiến dịch, cho nên có nơi mang tính chiến lược. Như khu 5, khu 5 vừa kìm chân lực lượng lớn của địch, giải phóng cái vùng rộng lớn miền Trung, tạo khí thế cho cách mạng, chi viện cho Campuchia và Lào để giải phóng Campuchia, Lào, ép địch ở cái hướng khác và tạo điều kiện cho Điện Phủ. Thì cái này là rõ ràng là đạt được cả về cái chiến lược và cả về cụ thể, cân đối cả về cách đánh, cân đối cả về lực lượng và cân đối về thế trận, đặc biệt là cân đối thế trận, nó mang tính chiến lược. Ngày 13 tháng 3, ta mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, liên tiếp tiêu diệt địch ở Him Lam, Đồi Độc Lập và Bản Kéo, tiếp tục khép chặt vòng vây tấn công trung tâm Điện Biên Phủ. Sau 5 ngày chống cự, quân đội Pháp đã mất phân khu Bắc. Ngày 16 tháng 3 năm 1954, Nava phải gấp rút điều động binh đoàn cơ động dù vừa được điều vào An Khê ra Hà Nội. Tại Liên Khu 5, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Bắc Tây Nguyên điều 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 803 tiến vào khu Tam Giác, Pleiku, Treo Reo, An Khê, đánh mạnh sau lưng địch theo đường 19, tấn công tiêu diệt cứ điểm Pleiring. Bernard Fon, một phóng viên chiến trường thuộc quân đội Pháp đã tường thuật. 2 giờ 54 phút, một đợt đạn súng cối bất ngờ trút xuống tất cả những vị trí của binh đoàn. Cùng một lúc, bộ binh địch tràn vào bắn xối xả và chính xác vào đội hình quân ta. Nhiều phát đạn cối trúng ngay vào ban chỉ huy tiểu đoàn 2 Triều Tiên. Ập vào vị trí của đại đội 5, làm bị thương và giết chết nhiều lính. Họ bắt đi quan ba Charpentier. Là cựu chiến binh của Trung đoàn 803, chủ lực cơ động Liên Khu 5 tham gia trận đánh tại Pleiring năm 1954. Những năm 2000, Đại tá Võ Văn Minh đã cùng các đồng đội quay lại chiến trường xưa, tìm lại dấu tích các trận đánh, giúp ngành văn hóa tỉnh Gia Lai xây dựng bia chiến thắng Pleiring. Tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Bắc Tây Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 1954, bộ đội ta tiến hành tập kích lần thứ hai vào thị xã Pleiku, đánh vào các kho tàng trại lính của Pháp, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Ngày 1 tháng 5 năm 1954, Trung đoàn 96, Trung đoàn chủ lực thứ 3 của Liên Khu 5 được thành lập với mục đích đánh mạnh hơn nữa, chi viện đắc lực nhất cho chiến trường Điện Biên Phủ, đồng thời tăng cường lực lượng đủ sức tiến tới giải phóng toàn Tây Nguyên và tỉnh Khánh Hòa. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Cuồng vọng của Nava hòng lật ngược tình thế chiến trường, tan thành mây khói. Mặc dù vậy, Nava vẫn lệnh cho các chiến trường
tiếp tục chiến đấu, cố thủ, bảo toàn lực lượng, tìm lợi thế cho tình hình sắp tới. Nằm sát đường quốc lộ, từ Pleiku đi An Khê, tượng đài chiến thắng Đắc Pơ là minh chứng cho tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu anh dũng và chiến thắng của quân dân Liên Khu 5. Cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc cho các thế hệ mai sau. Chiến thắng Đắc Pơ gắn liền với tên tuổi của Trung đoàn 96 và Trung đoàn trưởng Nguyễn Minh Châu trong trận đánh hủy diệt binh đoàn cơ động GM-100 của thực dân Pháp. Sáng 24 tháng 6 năm 1954, với đội hình gần 250 xe quân sự và khoảng 2.000 quân GM-100 rút chạy về Pleiku, lọt vào trận địa phục kích của ta. Ta đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 700 tên, bắt sống 1.200 tên, trong đó có viên quan năm chỉ huy binh đoàn, thu 229 xe quân sự, 20 xe hồng thập tự mới, 20 khẩu đại bác cùng nhiều vũ khí, quân dụng, quân trang khác. Trong cuốn sách của mình, phóng viên chiến trường Bernard Fon đã có một bài dài viết về cái chết của binh đoàn cơ động của quân đội Pháp. GM-100 là một trong những đơn vị xuất sắc nhất, sức cơ động và hỏa lực mạnh. Giường cột cho binh đoàn này gồm những binh sĩ lão luyện của quân Pháp tại Triều Tiên. Phút chốc, cả tá xe bốc cháy như những ngọn đuốc, với những tiếng nổ đinh tai của các hòm đạn lẫn lộn với các thùng xăng lần lượt bị tung lên. Sau 10 phút, từ lúc trận đánh bắt đầu, GM-100 đã mất tất cả những người chỉ huy và đứt liên lạc với bên ngoài. Trong trận phục kích mà tiêu diệt binh đoàn cơ động GM-100 là vũ khí trang bị của chúng ta lúc giờ đã khá hơn rồi. Nhưng mà so với địch, một binh đoàn nó thiện chiến như thế, kinh nghiệm đánh cả từ châu Phi đánh đến Triều Tiên này, và như vậy mà ta chỉ gọn được thì là ghê gớm. Đấy là nó thể hiện cái sở trường, cách đánh, cái sáng tạo của quân đội của nào trong cái tổ chức điều hành chiến tranh. Có đánh hướng chính, có đánh hướng vua hồi, có đánh hướng chia cắt, có đánh hướng phụ, nhưng phải tập trung tiêu diệt một lực lượng lớn của địch ở cái trận đánh quyết định, tức là trận then chốt quyết định của chiến dịch hoặc của chiến lược, thì mới tạo nên cái bước nhảy vọt, bước đột phá, đánh tan ý định xâm lược của địch. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, chính phủ Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Geneva, kết thúc chiến tranh Đông Dương. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong điều kiện cực kỳ khó khăn gian khổ, xa sự chỉ đạo của Trung ương, bị thực dân Pháp bao vây bốn bề. Nhưng mà song cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Liên Khu 5 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, mưu trí sáng tạo, quyết chiến quyết thắng. Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vừa lao động sản xuất, không những giữ vững vùng tự do Nam Ngãi Bình Phú, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Đông Bắc Campuchia. Những chiến thắng của quân và dân Liên Khu 5 đã góp phần chia lửa cùng với chiến trường chính là Bắc Bộ và mặt trận Điện Biên Phủ, cùng với cả nước kết thúc thắng lợi 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Chiến dịch Điện Phủ đây là công lao xương máu của cả một dân tộc. Đây là một cách phối hợp nhịp nhàng giữa chiến trường Nam Bộ, chiến trường miền Trung, Liên Khu 5, chiến trường miền Bắc, rồi chiến trường đánh phá hậu phương của miền Bắc ở Hải Phòng, ở Nam Định, ở Thái Bình, làm cho địch hoang mang đối phó, không còn lực lượng chi viện để tập trung ta tiêu diệt chiến trường chính ở Điện Biên Phủ. Cho nên đây là sự chia lửa của cả nước. Mà trong khu Nam có vai trò, tôi cho đánh giá rằng khu Nam có vai trò chiến lược trong cái việc chi viện cho Điện Biên Phủ. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, bộ đội ta tiến về Hà Nội,
kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta. Một trang sử mới đã mở ra cho đất nước độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vẻ vang đó, có sự đóng góp không nhỏ của chiến trường Liên Khu 5